Bài Kinh số 9 Kinh bồ bố xá bà lâu bồ Sutta bà đa 406 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại savatthi xá vệ Setavana Kỳ Viên, phường Anathabindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo bồ bố bà Bố-Xá-Bà-Lâu, cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng 300 vị ở tại vườn của hoàng hậu Malika, Mạc Lê Viên, tên là Ekasalaka, có hàng rào cây Tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tạ kiến. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Savatthi khất thực. 407 Rồi Thế Tôn tự nghĩ, giờ này còn quá sớm để đi khất thực tại Savatthi. Ta hãy đi đến vườn của hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka có hàng rào cây tinduka một hội trường luận bàn về chánh kiến tà kiến để gặp du sĩ ngoại đạo Potthabada. và Thế tôn đi đến vườn của hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka có hàng rào cây tinduka một hội trường luận bàn về chánh kiến tà kiến. 408 Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potapada ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo đang ồn ào, la lối, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương liệu câu chuyện về bà con câu chuyện về xe cộ câu chuyện về làng xóm câu chuyện về thị trấn câu chuyện về thành phố câu chuyện về quốc độ câu chuyện về đàn bà câu chuyện về vị anh hùng câu chuyện bên lề đường câu chuyện tại chỗ lấy nước câu chuyện về người đã chết các câu chuyện tạp thoại câu chuyện về hiện trạng của thế giới và hiện trạng của đại dương Câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu 409 Du sĩ ngoại đạo Pothapada thấy Thế Tôn từ xa đến liền khuyến cáo chúng của mình Các tôn giả hãy nhỏ tiếng Các tôn giả hãy đừng làm ồn Nay Sa Môn Gotama đang đến Ngài ưa mến sự trầm lặng Vị đại đức này tán tháng sự trầm lặng Nếu biết chúng này yên tịnh Ngài có thể ghé đến đây Nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. 410 Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potapada và du sĩ ngoại đạo Potapada bạch Thế Tôn. Thiện lai, Thế Tôn, hoan nghênh Thế Tôn. Đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây, mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Potapada lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Pottabada đã ngồi một bên. Này Pottabada, vấn đề gì các vị đang ngồi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn? 411. Khi nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Pottabada bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận bạch thế tôn lát nữa thế tôn nghe lại cũng không khó khăn gì bạch thế tôn mấy ngày trước nhiều vị sa môn bà la môn ngoại đạo tụ họp ngồi hội thảo trong giảng đường nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng này tôn giả tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào một vài vị trả lời không nhân không duyên các tưởng của con người sinh và diệt khi tưởng sanh con người có tưởng khi tưởng diệt con người không có tưởng như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng về vấn đề này người khác lại nói như sau các tôn giả sự kiện không phải như vậy này tôn giả tưởng là tự ngã của con người chính tưởng ấy đến và đi khi tưởng ấy đến thì con người có tưởng khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng về vấn đề này người khác lại nói như sau các tôn giả sự kiện không phải như vậy này tôn giả có những sa môn bà la môn có đại thần thông và đại oai lực chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người người ấy có tưởng khi kéo tưởng ra ngoài người ấy không có tưởng như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng về vấn đề này người khác lại nói như sau các tôn giả sự kiện không phải như vậy này tôn giả có những vị thiên thần có đại thần thông có đại oai lực chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng ra ngoài người ấy khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người người ấy có tưởng khi kéo tưởng ra ngoài người ấy không có tưởng như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng bạch thế tôn lúc bấy giờ con tưởng niệm đến thế tôn mong thế tôn có mặt ở đây mong thiện thể có mặt ở đây ngài rất tinh thông những pháp này chắc chắn thế tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tưởng bạch thế tôn sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào. 412 Này Potapada, những sa môn, bà la môn nào đã nói Không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu Vì sao vậy? Này Potapada, chính vì có nhân, có duyên, các tưởng của con người sinh và diệt Chính do sự tu tập một loại tưởng sanh chính do sự tu tập một loại tưởng diệt. 413 Và Thế Tôn nói Sự tu tập ấy là gì? Này Potabada, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A-La-Hán, chánh biến tri, vân vân như kinh Sa Môn Quả, đoạn 190 đến 193, trừ đoạn kết của mỗi đoạn, vân vân thân nghiệp, cử nghiệp thanh tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này Bồ-Tà-Ba-Đa, thế nào là tỷ kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây, này Bồ-Tà-Ba-Đa, vị tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật, vân vân Như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 194 đến 212, vân vân Như dùng tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, cho lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới tẩy tịnh trong đầu thoa dầu trong tai nhỏ thuốc mắt nhỏ thuốc qua lỗ mũi sức thuốc mắt thoa dầu trong mắt chữa bệnh cho mắt làm thầy thuốc mổ xẻ chữa bệnh cho con nít cho thuốc uống bằng các loại rễ cây ngăn ngừa công hiệu của thuốc còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật này portabada và như vậy vị tí kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật này portabada như một người sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh đã hàng phục kẻ thù địch không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch cũng vậy này potabada vị tí kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vì ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh. Như vậy, này Potabada là tỷ kheo đầy đủ giới luật. Này Potabada, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Này Potabada, khi mắt thấy sắc, vì tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trị con mắt, thực hành sự hộ trị con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi mùi, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh. Như vậy, này Potapada là tỷ kheo hộ trì các căn, vân vân như kinh Sa môn quả, đoạn 213 đến 223. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ Tỉ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Dục tưởng trước kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng hỷ lạc vi tế chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị ấy có tưởng hỷ lạc vi tế chân thật do ly dục sanh. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên, cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Bodhapada, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm tưởng hỷ lạc vi tế chân thật do ly dục sanh trước kia cô vị ấy được diệt trừ và khi tưởng hỷ lạc vi tế chân thật do định sanh khởi lên vị ấy có tưởng hỷ lạc vi tế chân thật do định sanh như vậy do tu tập một tưởng khởi lên cũng do tu tập một tưởng diệt trừ và thế tôn nói đó là sự tu tập ta nói đến lại nữa này Potapada, tỷ kheo ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tưởng hỷ lạc chân thật vi tế do định sanh trước kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng xa lạc vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xa lạc vi tế chân thật. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên, cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ và Thế Tôn nói đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Pothapada tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, tưởng xả lạc chân thật vi tế trước kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng xả lạc xả khổ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc xả khổ vi tế chân thật như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên, cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Bồ-Tha-Ba-đa, với sự vượt thoát mọi sát tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, với sự không tác ý đối với dị tưởng, tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, như vậy sắc tưởng trước kia của vị ấy được diệt trừ và khi tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật khởi lên vị ấy có tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật như vậy do sự tu tập một tưởng khởi lên cũng do tu tập một tưởng diệt trừ và thế tôn nói đó là sự tu tập ta nói đến lại nữa này Pothabada với những vượt thoát mọi không vô biên xứ tỷ-kheo nghĩ rằng thức là vô biên chứng và trú thức vô biên xứ như vậy tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật trước kia của vị ấy được diệt trừ và khi tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật khởi lên vị ấy có tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật như vậy do tu tập một tưởng khởi lên cũng do tu tập một tưởng diệt trừ và thế tôn nói đó là sự tu tập ta nói đến lại nữa này Potabada với sự vượt thoát mọi thước vô biên xứ, tỷ kheo nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy, tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật trước kia cô vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng vô sở hữu xứ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng vô sở hữu xứ vi tế chân thật. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên, cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. 414 Lại nữa, này Potapada, khi tỷ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên ta hãy đừng có suy tưởng và vị này không có suy tưởng do không có suy tưởng các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác khởi lên vị ấy cảm thọ sự diệt tận như vậy này porthabada là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng này porthabada ngươi nghĩ thế nào Trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng này không? Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng nay con hiểu lời nói của Thế Tôn. Này Potapada, khi tỷ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta tâm không suy tưởng mới tốt cho ta nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng khi những tưởng này của ta diệt đi các thô tưởng khác lại khởi lên vậy ta hãy đừng có suy tưởng và vị này không có suy tưởng do không có suy tưởng các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác cũng không khởi lên vì ấy cảm thọ sự diệt tận như vậy này Pothabada là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng như vậy là phải, này mười 415 Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng tột đỉnh hay nhiều tưởng tột đỉnh. Này Potapada, ta nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh? Này Potapada, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận của một tưởng sau tưởng khác, vị ấy đạt tới nhiều tưởng tột đỉnh sai khác. Cái này tiếp theo cái kia cho đến tưởng tột đỉnh cuối cùng mà ta nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. Này Potabada, như vậy ta nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. 416 Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau, hay trí khởi trước tưởng khởi sau hay tưởng và trí cùng khởi một lần không trước không sau này Bồ-Tà-Ba-đa, tưởng khởi trước trí mới khởi sau do tưởng sanh trí mới sanh vì ấy tuệ tri do duyên tưởng trí sanh ra nơi ta này Bồ-Tà-Ba-đa, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh trước trí sanh sau tưởng sanh trí mới sanh 417. Bạch Thế Tôn tưởng có phải là tự ngã của con người hay tưởng khác tự ngã khác? Này bồ tha đa ngươi hiểu tự ngã như thế nào? Bạch Thế Tôn con hiểu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng. Này bồ tha đa nếu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Như vậy, này Potabada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potabada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác và tự ngã khác. Này Potabada, giả sử tự ngã ấy là thô phụ có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt mất này Potabada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác tự ngã khác.